Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng nhá. Trên tay mình đây là chiếc máy tính bảng Lenovo i700 phiên bản 2023 và mình có thể khẳng định bạn một điều, em này là một em máy tính bảng Android cho khả năng chơi game tốt nhất trong tầm giá từ 8 đến 9 triệu luôn. Khi ở xét phần cấu hình cũng như những tính năng support của nó cực kỳ ngon, nhất là khi việc các bạn có thể xuất màn hình ra, chúng ta set up bàn phím, sẽ ép chuột để chơi những tựa game như PUBG Mobile vô cùng là tuyệt vời luôn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn bạn về khả năng chơi game này khi mà xét phần đó chỉ là tính năng hỗ trợ cũng nhờ hiệu suất và tại sao mẹ nói việc em này nếu phần chơi game mẹ nó ăn đứt nếu mà so sánh với chiếc Xiaomi Pad 6 Pro. Còn bây giờ mời bạn nào xem. Đầu tiên sẽ đến với lý do tại sao mình cho rằng chiếc Lenovo Legion i700 này là một trong những em hỗ trợ tốt nhất cho việc chơi game nếu mà sẽ đến máy tính bảng Android Bởi vì các bạn nhìn thấy rằng mình có thể xuất màn hình em này lên màn hình laptop cũng như là lên màn hình PC để từ đó các bạn có thể mapping phím sau đó chúng ta chơi những cái tựa game như Call of Duty hoặc là PUBG Mobile như mình đang chơi đây nhá. Mình đã mapping rất là nhiều những phím rồi. Ví dụ phím di chuyển cũng mapping được để nhặt đạn cũng mapping được, nhảy cũng mapping được, vân vân. Cơ bản nó không khác gì nếu bạn chơi trên PC cả. Và rõ ràng việc đấy nó sẽ mang đến bạn cực kỳ hiệu lợi thế cũng như giúp chúng ta có một màn hình lớn hơn. Và ví dụ như mình muốn bắn đây, quá là dễ luôn bạn ạ Đây phải nói là một cái trải nghiệm vô cùng là ngon này cánh đào luôn Nhất là với một cái mẫu máy tính bảng Android Hôm trước thì có một bạn bảo rằng nếu mà em này so với em Xiaomi Pad 6 Pro ấy nó không bằng Nhưng thực tế em này hơn rất là nhiều từ những cái phần như cả là chế độ chơi game, so setting các thứ vân Và em này cũng sẽ có 3 charging và như bạn thấy mình một giây ấy thì đang xuất lên màn hình như này Còn một giây thì mình sẽ sụng sạc nha Bấm vào đây Đấy Ok các bạn thấy không ở đây thì mình sẽ có những phần ví dụ như là ghi màn hình sau đó hiển thị những thông số FPS, nhiệt độ vân vân và mình sẽ có đầy đủ luôn. Ở đây thì mình đang chọn chế độ đó chế 3 lần 1 nhá. Và với chế độ 3 lần 1 này thì xung nhịp của nó sẽ mắc chỉ cỡ khoảng là 1.65 ghi hạng mà thôi. Còn đây nó sẽ hiển thị là 1.79. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có những cái nhiều tùy chọn phím này, ba patch charging. Ba patch charging thì mình đã bật ở đây rồi. Chúng ta cũng sẽ có lựa chọn RAM và thứ vân. Và em này nếu bạn chơi những cái bình thường ấy, ok, mình đã gắn phím cuối và phím C rồi nhá R này Đấy Còn ở đây thì phím Space thì mình sẽ gắn vào nhảy Các bạn thấy không Đấy cực kỳ dễ luôn Mình cũng có thể lái xe được luôn Ok lái Di chuyển này Nói chung là với những thao tác bình thường nhá Thì mình có thể gắn hầu hết các phím Và các bạn có thể chơi một cách vô tư luôn Vậy nên với những bạn nào mà cho rằng em máy tính bảng này không bằng chiếc Xiaomi Pad 6 Pro ấy Thì mình nghĩ rằng thực sự là do bạn chưa trải nghiệm thôi Chứ thực tế em này nếu mà xét phần chơi game ấy Riêng cái phần đó chính là PC mode cũng nhờ những cái chế độ phản chiếu màn hình nó ngon hơn rất là nhiều rồi bạn ạ Chưa cả là những cái mapping phím khác nhau Vậy nên bạn nào chơi game trên một cái mẫu máy tính bảng nhá Mình nghĩ rằng em này tầm giá 8 triệu nó cực kỳ bá đạo luôn Nói thêm một chút nhá, cái chế độ mình đang dùng đây đó chính là Miro Thành ra là cái tỷ lệ màn hình nó sẽ không full Và bạn sẽ nhìn thấy rằng chúng ta sẽ có những viền đen xung quanh đây Và bạn nào mà muốn kết nối thêm bàn phím, kết nối thêm với cả chuột ấy Thì mình khuyên bạn đó chỉ là chúng ta hãy kết nối thông qua Bluetooth ấy Thì nó sẽ ngon là cánh đào nhất hoặc các bạn dùng thêm một cái đó chính là hấp thì nó sẽ ngon là cánh đào nhất nhá ở đây thì mình sẽ chuyển sang chế độ đó chính là switch extend mode ở chế độ này thì nó sẽ dùng cái pc mode và nó sẽ mở rộng màn hình ra để bạn dễ dàng sử dụng cũng nhờ việc chúng ta có thể chuyển đổi qua chuyển đổi loại giữa các màn hình bạn thấy không chúng ta di chuyển từ màn hình dưới lên màn hình trên đấy nó cực kỳ thuận tiện luôn và với thao tác này thì bạn thể sử dụng những cái nhiều đốc chẳng hạn chúng ta dùng đốc này đấy mình để mình mở trên màn hình này nó sẽ có thao tác hơi phức tạp một tí bạn thấy không restart lại đấy tất cả những cái file của mình nhá nó sẽ đều đọc được ở trên cái màn hình này cả và cá nhân mình đánh giá rằng đây là một cái trải nghiệm nó rất ok luôn với những bạn nào mà chúng ta muốn làm việc cũng sẽ được luôn Lý một chút nha, đó chính là khi bạn bật một cái app ở dưới này mà bạn muốn bật lên app trên đấy thì nó sẽ tự động reset lại các bạn ạ. Để tự động khởi động máy cũng như là fill cái màn hình này hay là mình xem TikTok này, đầu này. Đấy, một số app nó vẫn sẽ hiển thị theo cái tỷ lệ đó chính là của màn hình điện thoại. Nhưng mình cũng lý một chút, đó chính là một số app ở đây nó sẽ hoạt động ví dụ như việc ở đây, các bạn mở camera nhá. Nó sẽ chỉ mở ở trên cái tab ở dưới thôi. Còn nếu bạn muốn mở trên ấy, nó sẽ không mở được các bạn ạ. Don't show again. Restart. Các bạn thấy không? màn hình ở dưới nó sẽ không tự động mở camera nhá đây là một cái các bạn cần lưu ý và chúng ta có thể sử dụng theo kiểu dạng mini size hoặc là dạng màn hình nổi cũng được luôn chất chơi luôn nói chung là với cái pc mode này thì mình nghĩ rằng nếu mà xét việc chơi game nó rất là ngon nhưng mà nếu mà xét phần hiển thị app nhá nó vẫn sẽ chưa được tối ưu như samsung nhưng về cơ bản những cái trải nghiệm giải trí những cái trải nghiệm sử dụng của bạn ấy đều rất là ổn rồi Bây giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút về những cái chế độ game này rồi nhá. Cụ thể các bạn sẽ vào phần đây, cụ thể là phần game assistant này. Và trong cái phần game assistant này thì nó là một loạt những cái thao tác để bạn có thể tùy chỉnh luôn. Game view này, sau đó là game để hỗ trợ trợ lý ảo luôn. Nhưng mà cái này ấy, thì nó sẽ chỉ dụng cho một số tựa game Trung Quốc thôi. Ví dụ mình đang có đây, đó chính là cái tựa game PUBG phiên bản 2 ở bên Trung Quốc. Còn lại ấy, thì với những tựa game ở thị trường quốc tế nó sẽ không hỗ trợ và bạn nào mà chúng ta muốn bật quản lý game ấy các bạn vào đây nha chúng ta bật thêm cái này thì nó sẽ có thêm những cái phần đó chỉ là tùy chỉnh game ở trong những app này bất chấp nó có phải game quốc tế hay game trung quốc đều sẽ hỗ trợ cả còn bây giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn về khả năng chơi game của em i bảy này và thực sự nhá có rất là nhiều điều để mà nói luôn khả năng chơi game của nó thì vẫn ngon lành đào khi mà bạn chiến từ những tựa game ví dụ như tốc chiến pubg cho đến game Impact Tuy nhiên sẽ có rất nhiều sự khác biệt khi bạn để chế độ thường cũng như là chế độ hiệu suất nhá, bởi vì nó sẽ mang lại những sự chênh lệch về FPS rất lớn. Cái tựa game đầu tiên mình muốn nói đến đấy, đó chỉ là tựa game Liên minh hệ tốc chiến và với tựa game này nhá, bạn sẽ setting mức đó chỉ cao nhất luôn, chơi 120 FPS. Tuy nhiên khi mình chơi mức đó chỉ là hiệu suất trung bình ấy, tức là bình thường, cụ thể đây đó chỉ là ba lần bot nhá. Cái phần đó chỉ là xung nhịp của nó sẽ bị giới hạn là phần đó chính là 1,75 GHz cụ thể hơn khoảng tầm 1,76 GHz gì đó và với mức này bình thường nếu bạn chơi nó sẽ chỉ duy trì ở ngưỡng đó chỉ là 0,89 0,79 GHz mà thôi và thực sự mà nói cái trải nghiệm của nó nhá nó sẽ không hề ổn định một tí nào cả các bạn ạ chơi 120 fps tuy nhiên khi mình test giá nó sẽ chỉ trung bình ở ngưỡng khoảng tầm 95 fps mà thôi và cái độ ổn định của nó tương đối là chán luôn Vậy nên mình đã quyết định chuyển sang mức đó trên hiệu suất và mình thấy rằng cái FPS của nó được cải thiện rất là nhiều và cụ thể FPS trung bình của mình ở đây đạt được cao hơn rất là nhiều. Và khi này FPS trung bình mình đạt được đó chính là 117,6 nhá Và thực sự khi bạn chuyển qua cái mức hiệu suất ấy Thì độ ổn định của nó ngon hơn dây nhiều Các bạn nhìn thấy không? Trong suốt quá trình mình combat nếu mà so sánh giữa không bật cũng như là bật chế độ hiệu suất ấy Thì cái FPS của nó đều hơn, thẳng hơn cũng như là ngon lành đảo hơn Thậm chí khi mà phần combat ấy các bạn sẽ không có hiện tượng drop FPS quá là sâu Như kiểu khi bạn để chiếu tường Vậy nên mình nghĩ rằng nếu bạn chơi những cái tựa game mà nhiều FPS thì khuyên các bạn chúng ta hãy bật chế độ hiệu suất lên. Và theo mình nghĩ, Lenovo họ đã biết việc con chip này là một con chip nó không phải là mang lại hiệu suất quá tuyệt vời như có 8 trên 2, vẫn sẽ gặp phải những vấn đề liên quan phần hiệu suất như nóng lên sau đó giảm sung nhịp các thứ vân. Và họ cũng đã trang bị những cái tản nhiệt phải nói là ngon lành đào nhất cho em này. Từ việc chúng ta sẽ có mặt lưng nhựa nhiều bản 202 thì bây giờ mặt lưng đã đổi sang full kim loại rồi, giúp khả năng tản nhiệt của nó ngon lành đào hơn. Cũng nhờ việc các bạn sẽ có những chế độ hỗ trợ tốt hơn cho việc chơi game như bài bà Thì đây sẽ một sản phẩm Lenovo họ đã tính toán rất là kỹ về cái việc này tiếp theo đến với tựa game PUBG ba thì hơi tiếc một tí với cái tựa game này nhá. phiên bản quốc tế mình đang chơi phiên bản VNG ấy, nó sẽ chỉ hỗ trợ mức tối đa đó chính là HDR cũng như 60 mà thôi và bạn muốn bật lên chế độ 90 FPS chúng ta bắt buộc phải dùng tool bên ngoài còn nếu mà mình chơi mức đó chỉ HDR và 60 ấy, thì thì rằng cái biểu đồ của nó thẳng tắp nhé có thể nhìn vào cái phần biểu đồ ở đây còn với tựa game Genshin Impact thì để mà chơi mượt mà nhất bắt buộc mình phải bật chế độ đó chính là hiệu suất và khi này thì mình không test với phần bypass charging nhá thì mình nghĩ rằng em này ăn tương đối nhiều điện luôn cụ thể cái phần FPS mình đạt được đấy rất là cao ở đây nó sẽ là 57,8 FPS nhưng bù lại phần điện năng tiêu thụ ấy rất là nhiều luôn 7,7W điện tức là gần 8W điện đấy các bạn ạ Tương tự với cái tựa game tốc chiến ấy thì mình cũng thấy điều này nhá. Khi mình không bật chế độ hiệu suất ấy thì nó sẽ là 4,3 w điện, nói chung là bình thường thôi. Nhưng khi mình bật chế độ hiệu suất lên ấy thì điện năng tiêu thụ ăn hơn rất là nhiều, hơn cỡ khoảng tầm là 20% lên 5,2 w điện các bạn ạ. Và mình nhận ra một điều đó chính là các bạn sẽ phải chấp nhận ở em này hai yếu tố Thứ nhất chúng ta muốn FPS ổn định các bạn phải bật chế độ hiệu suất Nhưng hiệu suất ấy bù lại việc đó chính là chúng ta ăn rất là nhiều điện luôn Bình thường các bạn chơi một cái tựa game ví dụ như Genshin Impact nhá Chơi mức setting như mình đó chính là cao và 60 ấy. Cái điện năng tiêu thụ của nó các bạn chơi cỡ khoảng tầm 15 phút thôi Nó thể giảm ngỡ khoảng tầm từ 5 đến 7% pin là bình thường Vậy nên nếu bạn cày quốc gia với em i7 2023 này thì chúng ta cày liên tục những tựa game như PUBG, tốc chiến các thứ vân vân, nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng sử dụng mà thôi. Về vấn đề nhiệt độ nhá, do Lenovo họ đã tính toán trước rồi, thế nên mình thấy rằng đây là mức nhiệt độ tương đối dễ chấp nhận luôn. Cụ thể nếu bạn chơi tốc chiến với mức bình thường ấy thì nhiệt độ của nó mặt trước mặt sau nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng tầm từ 33 34 độ C, tương đối mát luôn. Còn nếu bạn bật chế độ hiệu suất ấy thì nhiệt độ của nó sẽ tăng một chút. Cụ thể mặt trước khi này nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 35 độ, còn mặt sau của nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là từ 37 độ cho đến 38 độ C. Tính ra nếu bạn bật cũng như không bật chế độ hiệu suất ấy, nhiệt độ chênh lệch của nó sẽ cứ khoảng tầm 2 độ. Nhưng về tổng thể lại nhiệt độ ở ngưỡng khoảng tầm là độ C ấy, mình thấy rằng vẫn rất là mát luôn. Cho đến cả khi mình chơi Genshin Impact nhá thì nhiệt độ em này vẫn tương đối thoải mái. Cụ thể mình chơi Genshin Impact với hiệu suất ấy thì mình thấy rằng nhiệt độ mặt trước của nó cũng sẽ chỉ có khoảng là 40,2 độ. Trong khi đó nhiệt độ mặt sau cũng sẽ chỉ có khoảng là 40,7 độ, gần 41 độ. Có một số chỗ ấy thì nó sẽ lên đến cũng khoảng là 41 độ. Về cơ bản thì nhiệt độ em này vẫn rất là ngon mặc dù bạn bật chế độ hiệu suất để mang lại một cái FPS ngon lành đào. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về khả năng chơi game của em Lenovo Legion i7 2023 này. Thực sự khả năng chơi game của em này rất là tuyệt vời luôn. Khi mà nhiệt độ, ngay khi bạn bật chế độ hiệu suất nó cũng sẽ chỉ loan khoảng khoảng tầm là 40 độ C mà thôi. Các bạn gắn thêm một cái sò tản nhiệt nhá, nó sẽ còn mát hơn nữa, ổn định hơn nữa. Và em này ấy, thì có vẻ như là Lenovo họ đã tính toán rất kỹ cho cái việc em này nó sẽ nóng lên rồi. Thế nên từ những cái lớp đó chính là tản nhiệt cho đến chế độ chơi game ấy thì đều rất là ok luôn. Các bạn các bạn nghĩ sao về em Lenovo Legion i7 2023 này cũng như là khả năng chơi game của nó? Ấy, hãy comment bên dưới nhá còn bây giờ xin chào lại bạn trong các video sau nhấn like và subscribe của khôi ngọc nhá bye bye